Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Trung Quốc đẩy dần khoan dầu khí Việt Nam bí nước cờ. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện trên Biển Đông liên tục diễn ra giữa việc Trung Quốc đưa tàu và thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là vùng 200 hải lý và vùng bãi tư chính mà phía Việt Nam đã nhiều lần ra công hàm phản đối. Và ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019, các báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tin hình ảnh mới nhất, đó là việc giàn khoan 900981 trước đây và bây giờ là giàn khoan rất mới, đó là giàn khoan 982 của Trung Quốc đã được kéo vào Biển Đông. Và hình ảnh các bạn có thể xem ngay trên một số trang truyền thông quốc tế đã đưa nhưng báo trong nước chưa hề đưa. Đó là bài báo hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019 của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin về việc Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 982 vào Biển Đông. Và các bạn thấy đây hình ảnh của bài báo đó đã đăng rất rõ ràng, và hình ảnh giàn khoan này rất lớn và được cho rằng là hiện đại hàng đầu của Trung Quốc. Và các bạn cũng có thể xem những thông tin chi tiết này mà chúng tôi sẽ chia sẻ đường link ngay sau đường video này để các bạn có thể biết và trực tiếp đọc những thông tin mới nhất mà trong nước không đưa cho người dân Việt Nam. Và đây là một giàn khoan khổng lồ, nó có thể khoan và khai thác bờ ở những vùng nước rất sâu tới 5.000 mét. Và đây là bài báo quốc tế đã đăng về việc nghiêm trọng này. Đó là việc Trung Quốc đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông. Thạch Du có nghĩa là giàn khoan Hải Dương. Giàn khoan nước sâu Hải Dương 982 còn có tên Trung Quốc là Hải Dương Thạch Du 982 của Trung Quốc đã được triển khai hoạt động ở vùng Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét từ hôm 21 tháng 9. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin này ra vào ngày 25 tháng 9 là ngày hôm nay thứ tư. Hải Dương Thạch Du 982 là giàn khoan dầu lớn nhất và tân tiến nhất của Trung Quốc, có thể khoan ở độ sâu tới 5.000 mét, tức là 5 km. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại thông tin từ tài khoản mạng xã hội Trường An Kiếm của Ủy ban Chính pháp Trung Quốc cho biết như vừa nêu, nhưng vị trí của giàn khoan không được tiết lộ. Và đây các bạn có thể xem gần hơn nữa là hình ảnh của bài báo đã được đăng tải ở một số báo quốc tế về cái vụ việc rất nghiêm trọng đang diễn ra ở trên Biển Đông này liên quan đến Việt Nam. Và ngoài ra thì giàn khoan này có thể hoạt động được trong môi trường biển rất khắc nghiệt, đó là chịu được những sức gió của hoặc bão lên tới 200 km/h. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy một cái đầu giàn khoan, mũi khoan rất lớn, đó là hình ảnh đầu khoan khổng lồ của giàn khoan Hải Dương 982 đang được Trung Quốc đưa ra Biển Đông. Biển Đông nắm giữ khoảng 190.000 tỷ phét khối khí tự nhiên và 11 tỷ thùng dầu. Thì đây là một cái trữ lượng rất lớn mà lòng Biển Đông đang chứa, và Trung Quốc đã thăm dò liên tục trong thời gian vừa qua mà Việt Nam đã khai thác từ trước đến nay. Nhưng ở những vùng nước sâu thì Việt Nam chưa thể vươn tới, và đặc biệt là những cái vùng trồng lấn mà khi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý, nhưng Trung Quốc cũng cho rằng nằm trong đường chiến đoạn của họ, đó là đường lưỡi bò. Và hiện nay hai nước cộng sản anh em nhưng lại đang tranh chấp rất dữ dội ở ngoài biển về việc này. Và thêm một thông tin nữa, các bạn có thể tham khảo trực tiếp hình ảnh của giàn khoan khổng lồ hiện đại này của Trung Quốc vừa đưa ra phục vụ việc thăm dò và dầu khí ở ngoài Biển Đông, đó là giàn khoan Hải Dương 982 được thiết kế bởi tập đoàn Antti của Na Uy. Giàn khoan có khả năng chịu được sức gió rất mạnh của bão lớn và có thể khoan tới độ sâu, theo như bài báo này ghi rất rõ, 9.000 mét, tức là 9 km có thể khoan. Vậy là một giàn khoan cực kỳ hiện đại và cực kỳ lớn. Cũng theo nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc không cho biết vị trí của giàn khoan này, nhưng tin tức về việc triển khai giàn khoan được đưa trong dịp Bắc Kinh tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Và đây hình ảnh các bạn có thể theo dõi rất rõ, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link của bài báo này bằng tiếng Anh để các bạn có thể xem giàn khoan của họ hiện đại như thế nào. Và ngày 1 tháng 10 tới là Quốc khánh Trung Quốc, thì đương nhiên chính phủ Việt Nam chắc chắn sẽ lại gửi những điện mừng và thậm chí có thể sang dự Quốc khánh Trung Quốc với nước bạn mà chính cái nước Trung Quốc này hiện nay đang thăm dò và xâm chiếm rất nhiều những vùng biển và đảo của Việt Nam. Và giàn khoan này đột ngột đã được kéo ra Biển Đông sau khi Trung Quốc đã thăm dò xong 3 đợt vừa qua, kéo dài từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà chúng tôi đã liên tục đăng tải và đưa tin trong thời gian tới cho các bạn biết rất chi tiết. Và đây là một hình ảnh mà chúng ta có thể xem lại hải trình của
dàn đường đi tàu Hải Dương 8 cùng với những chiếc tàu hộ tống của Trung Quốc. Theo Twitter Phạm Thắng Nam chia sẻ vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, có 13 chặng khảo sát trong đợt khảo sát lần thứ 3 của tàu Hải Dương 8. Chặng thứ 13 sẽ sớm được hoàn thành vào ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 9 năm 2019. Và nếu chúng ta để sát lại cái hình ảnh này, thì tất cả những cái chặng đường khảo sát của Hải Dương 8 trong thời gian qua ở Việt Nam, vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dường như là đang chuẩn bị cho cái công tác, cho cái công việc mà Trung Quốc sẽ hạ đặt giàn khoan ở ngay khu vực này. Và cho đến nay thì Việt Nam chưa có biện pháp hữu hiệu để xua đuổi hoặc là yêu cầu Trung Quốc rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà họ vẫn tiếp tục thăm dò và có kế hoạch trong nhiều lần tới chắc chắn sẽ tiếp tục có những cái đối đầu với cảnh sát biển Việt Nam. Và Việt Nam đã nhiều lần gửi công hàm và gặp phía Trung Quốc phản đối, nhưng Trung Quốc không thèm đến xỉa tới và càng cho tàu khảo sát đi gần bờ biển Việt Nam hơn. Đó là đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng đội tàu hộ tống rất hung dữ của họ, mà chúng ta có thể tham khảo ngay trên trang tweet của Phạm Thắng Nam vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 vừa qua đã chia sẻ. Và tất cả những thông tin như thế này để các bạn cũng sẽ không được và chưa được báo chí ở trong nước đăng tải, mặc dù các tổng biên tập và các phóng viên báo chí ở tại Việt Nam rất biết điều này, nhưng họ đã không đăng để phục vụ người dân Việt Nam. Và số tiền mà người dân Việt Nam đóng thuế để nuôi bộ máy truyền thông với hơn 800 cơ quan báo đài, mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam, đã gần như vô dụng, bởi vì họ đã không phục vụ người dân Việt Nam. Và theo cái thông tin này thì chúng ta thấy đường đi của tàu Hải Dương 8 cùng những đội tàu hộ tống của Trung Quốc rất sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ dường như không nhận gặp phải bất cứ kháng cự nào của cảnh sát biển Việt Nam cũng như quân đội nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua. Và điều đó sẽ đặt một câu hỏi rất lớn, chính phủ Việt Nam liệu có muốn hoặc là bảo vệ được cái chủ quyền của biển đảo của Việt Nam hay không. Và để khẳng định thêm thì hôm 18 tháng 9 năm 2019 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức ra công bố coi toàn bộ vùng biển bãi tư chính và tới 80% diện tích Biển Đông là chủ quyền của họ, và yêu cầu Việt Nam thu dọn giàn khoan cùng các tàu chấp pháp rời khỏi đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trực tiếp trên trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chia sẻ rất rõ. Đó là việc phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu ở bãi tư chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các hoạt động vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy chia sẻ trên trang Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2019. Thì như vậy là chính thức là Trung Quốc đã tuyên bố những cái vùng biển đó, trong đó có bãi tư chính của Việt Nam là của họ. Và báo chí ở trong nước hiện nay vẫn không đăng tải những thông tin rất nghiêm trọng này cho 90 triệu người dân Việt Nam, và họ vẫn giấu giếm toàn bộ những cái nội dung quan trọng này. Và suốt một tuần nay kể từ khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ thì Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ công hàm hay văn bản phản đối gì tuyên bố của Trung Quốc. Điều này rất khó hiểu vì gây nghi ngờ với quốc tế khi Việt Nam chưa thực lòng muốn bảo vệ chủ quyền của mình, và sẽ rất bất lợi khi Việt Nam tham gia đấu tranh pháp lý với Trung Quốc trong thời gian tới. Mặc dù Việt Nam có đăng tin việc Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam sang gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc trong một lần hội chợ, nhưng ngược lại tại trang thông tin của Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì đăng tải không hề có nội dung hai bên trao đổi về vấn đề Biển Đông. Như vậy là liệu Việt Nam có trao đổi việc này với phía Trung Quốc hay không thì còn đang là một câu hỏi lớn của Chính phủ Việt Nam. Và suốt thời gian gần 3 tháng khi Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 cùng lực lượng hùng hậu hải cảnh xâm phạm chủ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành khảo sát, thì Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu nhà nước, cũng không hề nói gì. Và có lẽ biết được điểm yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam nên Trung Quốc đã điều giàn khoan khổng lồ vào vùng Biển Đông để chuẩn bị cho một kế hoạch mới, và kế hoạch này cũng có thể họ sẽ đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khoan và khai thác trong thời gian tới. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, đây chính là hình ảnh mới nhất về giàn khoan Hải Dương 982 của Trung Quốc bắt đầu di chuyển ra Biển Đông và đi vào hoạt động từ hôm thứ Bảy vừa qua. Và nếu để gần lại, các bạn có thấy rất rõ là giàn khoan khổng lồ này được một chiếc tàu đi đằng trước
kéo, và phía sau thì có 3 tàu khác đi cùng. Thì đây là điều rất đặc biệt mà phía Việt Nam cũng chưa hề công bố những thông tin và hình ảnh này. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đơn phương 80% Biển Đông, nơi chứa khoảng 190.000 tỷ khối khí đốt tự nhiên và 11 tỷ thùng dầu. Nguồn tài nguyên khổng lồ đó đã khiến nó trở thành điểm nóng cho xung đột và tranh chấp với một số quốc gia, khu vực khác bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Tất cả các bên đều đòi hỏi chủ quyền ở đây. Báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết dưới đáy biển rộng lớn của Biển Đông có 1/3 trữ lượng dầu khí của Trung Quốc, và nó và họ cho rằng đây là một trong 4 trung tâm dự trữ khí đốt và dầu ngoài khơi và được gọi là vịnh Ba Tư thứ hai tại châu Á. Đây là một nội dung của bài báo trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đăng tải, và chúng tôi sẽ chia sẻ đường link để các bạn có thể trực tiếp xem những dòng chữ text bằng tiếng Anh và để tra cứu kỹ hơn. Và hiện nay Trung Quốc đang rất căng thẳng về việc nhập khẩu cái dầu thô, vì chiến tranh thương mại đã nên họ phía Trung Quốc đã tự đánh thuế vào chính mặt hàng chiến lược này nhập từ Mỹ. Bên cạnh đó, tình hình vùng vịnh nơi sản xuất và xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đang đứng trước bờ vực chiến tranh, làm giá dầu thô tăng cao, và bất cứ lúc nào con đường dẫn những chiếc tàu chở dầu có thể sẽ bị chặn lại và không thể chuyển dầu cho thị trường Trung Quốc được nữa. Và các bạn có thể thấy những hình ảnh gần đây, đó là việc Ả Rập Xê Út đã bị tấn công bằng tên lửa vào 2 nhà máy lọc dầu của họ, và làm cho sản lượng sản xuất dầu đã bị tụt giảm và giá dầu tăng rất rất mạnh trong thời gian tới và thời gian qua. Và thêm hình ảnh nữa đấy đã được đưa ra, đấy là những mảnh của tên lửa đã được thu nhận, và hành trình của những tên lửa này thì đang còn là điều bí ẩn mà phía Mỹ và châu Âu, tức là Đức và Pháp và Anh đã cho rằng nó được xuất phát từ Iran. Và hình ảnh này các bạn có thể thấy rất rõ. Và chính vì vậy nên có lẽ Trung Quốc đã chọn giải pháp là vứt bỏ 4 chữ 4 tốt và 16 chữ vàng với Việt Nam để xông vào bãi tư chính, chiếm đoạt tài nguyên và lãnh thổ của người đồng chí cùng ý thức hệ cộng sản này. Và đấy là điều rất nghiêm trọng và nguy hiểm trong thời gian tới đối với Việt Nam. Và Việt Nam không thể mãi im lặng, nhẫn nhục trước Trung Quốc, và hãy mạnh mẽ lên án các hành động xâm lăng từ Bắc Kinh, vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, gia nhập nền tự do dân chủ thế giới, tham gia vào các hiệp ước liên minh quân sự với Mỹ và châu Âu để đủ sức mạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng do cha ông để lại cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn hãy để lại những bình luận này để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất những thông tin trung thực nhất mà báo chí trong nước không hề đăng tải. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.